Sáu câu chuyện cuộc sống, sáu bài học giá trị, tựa kim cương, không nghe, tiếc hùi hụi. Câu chuyện thứ nhất Ai mà biết Bà ơi, sao bà chết sớm thế? Bà ơi, con chưa kịp phụng dưỡng ba lấy một ngày, ba đã đi rồi. Bà hứa, bà bế con cho con gái mà, ba ơi. Tiếng khóc thảm thiết của đứa con gái thứ năm của ông Phong làm khách đi viếng cũng lắm tắm nước mắt nó ở bên tay mới về, nó về vừa kịp đưa ông về đất. Ông Phong thọ 71 tuổi. Ông Phong có năm đứa con, hai trai ba gái, mỗi đứa đi làm ăn một nơi. Vợ ông chết hơn chục năm nay. Ông là cán bộ nhà nước về hưu. Ông có căn nhà và mảnh đất to giữa phố biển. Ai cũng nói ông Phong chưa chết sớm vậy, chỉ tại ông buồn các con nên ông mới chết. Ai mà biết được ông Phong chết rồi làm sao mà hỏi được. Tăng lễ ông Phong xong xuôi, các con ông hợp. Sau cơn bi lụy mất người thân, các con ông tiều tụy đi hẳn. Nhìn nét mặt ai cũng bơ phờ vì khắc khoải. Khắc khoải, cái gì thì chưa ai biết. Đứa con trai đầu sau khi thông báo số tiền viếng, chi phí mai chay, mặt trầm ngâm đi vào chủ đề chính. Bà chết rồi, anh em mình cũng đưa ba về ông bà êm ấm rồi. Hôm nay anh em mình ngồi đây là để tính những chuyện hậu sau, làm sao cho ba ở dưới suối vàng yên lòng. Ba sống khôn thác thiên cho cả gia đình ta. chuyện là anh em mình bàn xem thử thừa kế thế nào. Ba chết mà không kịp làm di chúc nên anh em mình phải bàn. Không chờ anh trai nói xong, đưa em trai thứ tư thêm vào câu chuyện như là bổ sung câu chữ hơn cho anh cho đúng với việc đang làm nó thẳng thừng bác cả nói như vậy là đúng rồi bác nói đúng nhưng lại thiếu cái cần nói bác nói luôn chia cái nhà đất đai như thế nào đây cô con gái ở tay mới về khóc tru tréo cô thương cha cô thương anh em nhà cô cô biết vì sao ba cô chết cô chỉ trách ba mẹ sinh con nhưng trời sinh tính biết làm sao bây giờ cô chưa phụng dưỡng ba mẹ ngày nào, giờ ba mẹ chết rồi, lấy ai mà thương. Chuyện nhà cửa đất đai em không có ý kiến gì cả. Tùy ở các anh chị, em đi làm bên Tây cũng vừa mấy năm nay chưa giúp gì cho ba, chưa phụng dưỡng ba một ngày. Nay ba chết, em xin không nhận gì, tất thải là của anh chị. Như được mở lời và mất đi một mối lo, hai cô con, con gái còn lại đùng đẩy nhau cho ý kiến câu thứ hai mạnh bạo em út nói thế cũng phải mà em đi nước ngoài làm việc chắc cũng có rồi các anh chị ở nhà vất vả hơn nhiều em nói như vậy các anh chị thật là quý nhưng cũng không để em thiệt em yên tâm nhé em yên tâm cô con gái còn lại gật gù chắc tại chị hai của cô nói hết dự nghĩa ở trong bụng cô rồi mà cô cũng nghĩ như vậy cũng gật gù chị hai nói phải chuyện này coi như xong một phần các phần còn lại hai cậu con trai quyết hai em là phần nữ em không dám bàn nhưng mà làm sao cho hợp lý đừng để ai phải thiệt lại mất tình cảm anh em mình cô con gái út lại khóc giàn dụa, cô đi nước ngoài học lúc 18 tuổi ở lại bên ấy làm việc nay cũng được 8 năm cô xa gia đình cô mương chảy đâu có sung sướng gì cô về chịu tan ba rồi để sưng vầy cùng anh em nay anh em cô nó tồi tại như vậy đấy cô khóc lóc thảm thiết hơn ai nhìn cũng thương thương cho ba mẹ cô sinh được con nhưng không sinh được cái tính cuộc họp rồi cũng tan ai cũng có phần người đó gương mặt mỗi đứa con ai cũng hiện nét buồn chúng buồn vì ba chết nhanh quá ba làm gì chút thì có phải đỡ hơn không biết đâu tất cả gia tài là dành cho một đứa nào đấy ai mà biết trên bàn thờ bức ảnh ông Phong mặc vest đen đang nguyễn miệng cười. Ai mà biết, về bên kia nhìn thấy các con như vậy, ông có cười. Câu chuyện thứ hai, má tôi. Má ơi, nhà mình giờ hết nghèo rồi má hè. Má cười làm nhăn nhúm mấy nếp da đồi mồi ở trên mặt. Nhà mình có nghèo bao giờ đâu con, nhà mình chỉ ít tiền thôi có một bến sông đã tắm mát suốt chiều dài tuổi thơ tôi. Tuổi thơ tôi là những ngày rong ruổi khắp các cánh đồng để hái rau cho lợn, là những trưa hè bắt hến trên sông, là củ khoai lùi má để dành trên bếp. Tuổi thơ tôi nghèo lắm, má tôi sớm hôm lo chăm bón ngoài đồng, bà tôi thả lưới trên sông, bữa cơm chiều thường chỉ là nồi khoai luộc. Áo quần tôi mặc là của anh tôi để lại với năm ba mảnh phá vội vàng anh em tôi đã lớn lên như thế. Rồi một ngày, những cô cậu bé lem lúc cũng rời xa vòng tay quê mẹ. Anh tôi vào Sài Gòn, còn tôi ngược dòng ra Huế, mang theo ước mơ con chữ tấm bằng đại học. Ngày anh tôi lên đường, cái xóm nghèo bỗng trở nên náo nhiệt. Người cho quyển vở, kể gửi bánh xà phòng. Má tôi không khóc, mà chỉ đứng nhìn theo bóng anh gầy còm, đen đũa, đang cố bước nhanh cho kịp chuyến xe. Mấy đêm liền, má tôi không ngủ, mà lặng lẽ ngồi khâu từng chiếc áo cũ của anh. Bây giờ nó không mặc nữa, nhưng khâu lại để ba tụi bay mặc đi làm. Trong những cuộc điện thoại ngắn ngủi hay những dòng thư miên man anh tôi gửi về mang đầy hơi thở của chàng sinh viên nghèo. Má à, đồ ăn ở đây đắt lắm. Buổi sáng con ăn ngàn xôi mà không đủ no. Cuối tuần con đi làm thêm cũng kiếm được chút chút. Con đi bưng bê phục vụ đám cưới đó má. Kiếm được chút tiền mà lại còn được người ta cho đồ ăn thừa mang về nữa. Đồ ăn ở đây ngon lắm đó má. Cứ sao mỗi bữa đi làm đám cưới là cả phòng con được bữa no nơi đến tận sáng luôn. Mỗi lần có thư anh tôi gửi về là má đọc cái chục, cái trăm lần. Hãy cứ rảnh là má đọc Đọc xong, má lại lủi thủi ra vườn, ngồi trầm ngâm một mình. Má lục tục đi rang mớ đậu, mớ nếp, rồi sai thành bột. Thứ bột mà má tôi bảo là bột ngũ cốc, rất tốt cho sức khỏe. Má đùm tứng, cất kỹ ở trong vại, rồi đi ngóng chừng khắp xóm xem có ai vô Sài Gòn là má tức bật mang gửi cho anh tôi. Nghe đâu, anh tôi mừng lắm. Hôm nào đi học thì anh trộn bột với ngạn xôi là đến trưa không thấy đói. Hôm nào ở nhà thì chỉ cần khuấy bột lên, coi như đủ no. Nhờ túm bột của má mà anh tôi thôi cảnh đói mỗi sáng. Mỗi năm, anh tôi về thăm nhà được hai lần. Đó là những cuộc nói chuyện huyên thuyên thâu đêm suốt sáng. Chị em tôi vây quanh anh tiếu tích hỏi. Sài Gòn có rộng không anh? Sài Gòn chắc đẹp lắm hè. Sài Gòn nhiều nhà cao không anh? ở ký túc xá có vui như ở trong phim không anh những lúc như thế má chỉ khẽ mắng để im cho anh bay nghỉ mắng thế thôi chứ chính má cũng đứng nghe sai sư chuyện anh tôi kể có một lần mà chị em tôi không bao giờ quên đó là lần anh tôi về thăm nhà trong dịp nghỉ hè vào một đêm trăng sáng cả nhà tôi đã dần chìm vào giấc ngủ chợt nghe tiếng má tôi gọi khẽ thằng cu thằng cu bin gì hả con cái nhà choàng dậy anh tôi đứng đợi ngoài cửa trên tay xách chiếc ba lô con con tay kia giữ kỹ chiếc bao bố to đùng trên vai ba má tôi lo hỏi thăm sức khỏe của anh sao lại về lúc nửa đêm thế này Còn chị em tôi chỉ lo khám phá chiếc bao bố to đùng kia con bé út nhấc chiếc bao rồi cười ha hả chỉ to thôi không nặng tí mô hết. Thì ra, đó là món quà xài thành của anh hai mang về cho chị em tôi. Hôm trước, anh hai đi làm thêm được trăm ngàn. Trên đường về phòng, thấy người ta bán gấu bông đẹp quá nên anh nhớ hai đứa, ghé mua cho hai đứa một con làm quà. Chị em tôi mừng đến tích cả mắt. Con gấu bông mà anh đem từ Sài Gòn về có hai màu đen và xám, to gần bằng con bé út nhưng mập mạp hơn nó nhiều. Gấu bông đắt lắm hả ha anh hai? Anh chỉ đủ tiền mua loại rẻ cho em thôi. Lúc đó, chị em tôi chẳng biết mà cũng chẳng cần biết. Đó là loại gấu bông được làm từ mấy thứ vải vụn mà người ta bỏ đi với giá chưa đầy 20.000 đồng. Cả hai nâng như con gấu như báo Phật. Hai năm sau, tôi vào đại học, má tôi lại tiễn tôi đi vẫn với đôi mắt ráo hãnh như hôm nào. Hành trang tôi mang theo có cả khoai khô, gạo trắng và những đồng tiền nặng vị mồ hôi mà má tôi đã đổi bằng bộ thóc để dành. Xứ Huế mưa nhiều, lạnh lắm, má tôi lại lo tôi thiếu áo ấm, thiếu chăn mền. Má tức tả đùm túm đi thăm tôi. Món quà má mang cho tôi là trái đu đủ chín ở trong vườn, là nấm sôi má nấu vội lại dâm bao quả trứng gà mới đẻ là tấm chăn má để dành bấy lâu mỗi ngày trôi qua tóc ba thêm sợi bạc mắt má thêm một chút thăm quần những khoảng thời gian ít ỏi của mấy dịp hè lễ tết là những lần nhà tôi vui nhất anh em tôi quay quần bên nhau kể cho nhau nghe những vui buồn của đời sinh viên xa nhà má tôi tất tả nấu những món ngon bồi dưỡng cho anh em tôi hai năm nữa trôi qua anh tôi tốt nghiệp ra trường, má tôi vui lắm nhưng lại lo cho công việc của anh. Má chả phải khắp sớm, bán thêm con gà, mớ thóc để có đủ tiền mua cho anh cái xe đi làm. Con xe rim Trung Quốc được mang về bằng chính mồ hôi nước mắt và niềm hy vọng của má. Những ngày khó khăn chật vật dần trôi qua, rồi tôi cũng ra trường. Ngày tôi mang tấm bằng về khoe với má là ngày má khóc nhiều nhất. Má khóc vì vui, vì hạnh phúc và khóc để cuốn trôi tất cả những vất vả lo toan mấy lâu nay. Bây giờ, bé Út đã vào đại học, anh tôi cũng có một chức vụ hẳn ho trong xã hội. Tôi sắp được nhận tấm bằng thạc sĩ chính thức. Chúng tôi không còn được quay quần thường xuyên bên má nữa. Anh em tôi đã có những tổ ấm riêng của mình để phung đắp. Cơ hội cho anh em tụ tập đông đủ bên má ít dần. Những lần về thăm nhà tôi thấy tóc má đã bạc gần hết. Mắt cười, nhưng nụ cười sâu nhăn nhiều quá đổi. Tôi cũng biết má còn lo cho tôi nhiều lắm. Má lo cho công việc của tôi, lo cho nơi ăn trốn ở của các gia đình ba người của tôi. Má vẫn không quên nhắc tôi, sống răng cho thanh thản nghe con. Tôi hiểu, khi xã hội đang quay cuồng với tiền tài, danh vọng hay chức vụ thì làm sao những con người còn tầm thường như tôi không khỏi bị cuốn vào đó và tôi hiểu má tôi muốn tôi biết rằng tất cả chỉ có ý nghĩa khi mình sống thật làm thật chiều nay chợt thấy thèm quá nồi khoa lang nóng hổi má mới luộc thèm quá tiếng cười nói của bé út thèm quá bến sông mỗi chiều anh em tôi tắm mát tôi về thăm má má ơi nhà mình giờ hết nghèo rồi má hè má cười làm nhăn dứng mấy nếp da đồi mồi trên mặt nhà mình có nghèo bao giờ đâu con nhà mình chỉ ít tiền thôi tự dưng tôi thấy xấu hổ với má quá má đã hy sinh tất cả cho tôi ăn học nên người nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu được một điều rất đời thường rằng nhiều tiền không phải là giàu mà chỉ làm cho con người ta đỡ vất vả hơn thôi ít tiền chưa phải là nghèo, chỉ là ta phải vất vả hơn một tí. Cả đời má đã vất vả vì tôi, nhưng tôi có làm được gì cho má? Ngồi bên má, tôi thấy lòng mình sao bình yên quá đổi. Tôi ước thời gian sẽ dừng lại mãi mãi. Bỗng dừng tôi thấy mắt mình cay xè. Câu chuyện thứ ba Bà tôi Cháu ơi, cháu ngủ với bà, mẹ cháu mất cà đến tận non trưa. Cháu ơi, cháu đã ngủ chưa? Bố cháu đi lượm cà phê tối ngày. Cháu ơi, cháu ngủ cho say, để bà phơi tạ quyết nhà nấu cơm. Bà kể rằng, năm ấy nhà mình còn khổ lắm. Mái tranh nghèo sơ sát đứng chơ vơ cạnh hàng muồng mang trên mình những khóm hoa vàng li ti chớm nở. Cà phê lúc ấy chỉ mới trồng còn chưa ra quả, Bố mẹ quần quật làm thuê cuốn mướn cả ngày, bỏ lại hai bà cháu giữa rừng cà bạc ngàn heo hút. Chính lời ru ngọt ngào chất chứ tình yêu thương của bà đã đưa cháu chìm sâu vào giấc ngủ. Thử hỏi, ngày ấy nếu không có bà, liệu cháu có khôn lớn chưa tới ngày hôm nay? Bà nói rằng, cháu có nhớ không, những ngày gió thi nhau gào thét như muốn nuốt trôi túc liều nhà mình, bà chỉ sợ cơ thể yếu ớt của cháu không đủ sức chống lại cái rét ngoài kia. Rồi có hôm, cơn giông bất ngờ kéo đến. Cả nhà phải gắn sức chôn chặt dây thép để nhà không bị đổ. Dẫu tay bố cháu đau đến rướm máu. Cơn giông ấy vẫn không chịu buông tha. Cứ thế, mặc cho gió táp và mặt mặn chát, cả nhà vẫn gắn sức dằn co giành lại ngôi nhà. Chính là để chở che, bảo vệ cháu đấy. Đến lúc Cháu chập chững tập đi, đứt đỏ dính lem lút khắp nơi, lẫn cả trong mắt xuống hai tay. Vất vả lắm, bà mới môi hết đất ra được. Rồi có lần, cháu mãi mê chơi ngoài vườn, bị sâu ngứa cắn từ đầu đến chân, nổi mẫn khắp cả người. Vừa xác ngúa cho cháu, bà vừa khóc, lại tự trách mình không chăm cháu cẩn thận. Cháu khóc vì rác, vì đau, bà khóc vì thương cháu. Bà bảo, thỏ ấy, nhà mình còn thưa thớt người ở lắm, ít nhất cũng hơn một cây số mới có nhà dân. Cũng bởi vậy mà tuổi thơ của cháu chỉ biết chơi với lũ ve, lũ kiến ở sau hè. Hãy có người lạ vào là cháu lại vừa chạy vừa hét lên, nôm chẳng khác gì người rừng. Rồi mẹ phải vất vả hai năm đưa cháu đi học. Cháu ngồi học trong, mẹ đứng bên cửa sổ chỉ cần ngoảnh ra không thấy mẹ là cháu khóc ầm ĩ lên. Bà lo cháu nhát gan, lớn lên không dặn dĩ bằng bạn bằng bè. Cả đời bà lam lũ, vất vả, tất cả cũng vì thương con thương cháu. Cứ như vậy, dưới vòng tay săn sóc của bà, cháu đã ngày một trưởng thành hơn. Bà còn nhớ chứ, cái ngày mà hai bà cháu tay dắt nhau đi dự đám cưới, vốn ở thôn quê, nên được nhìn thấy cô dâu là cháu hào hứng lắm. Vừa ngồi lên lưng bà, cháu vừa hát líu lo hỏi bà đủ thứ chuyện. Vậy mà lúc tới nơi thì cháu cứ ngồi ì mãi ở trong nhà bếp không chịu ra, nhất định phải gặp cô dâu cho bằng được. Bà cũng đành chịu theo. Đến lúc người ta lãng vãng ra về gần hết, cháu mới thôi. Thế là hai bà cháu cõng nhau lết thết về với cái bụng đói meo. Ngày hôm ấy, cháu bị mẹ mắng cho một trận sau này nghĩ lại cháu chỉ biết thương bà trách mình sao lúc ấy lại dại dột như thế có hôm cháu thèm quà vặt lắm nên lén lúc ăn trộm tiền biết được bà hay để dành tiền ở đầu giường chờ lúc bà ngủ trưa cháu lặng lẽ rón rén từng bước một cháu chỉ định trộm năm ngàn mà ngờ đâu lại rút nhầm tờ năm chục tới quán mua hai que kem thôi nhưng bà chủ quán cũng không thối lại tiền Lúc về nhà thì cái rô trên tay bố đã chờ sẵn từ bao giờ. Từ đó về sau không bao giờ cháu dám trộm tiền bà lần nào nữa. Mùng 2 Tết, lúc khách tới nhà chơi, gối kẹo dừa bị đóng đinh trên cột nhà không cánh mà bay. Bố tìm cái chuột phúc mà không thấy đâu cả. Thật ra cháu đã lấy cấp và giấu hết vào dạ dày. Thế rồi lúc bị tra hỏi, hoảng quá cháu đã đổ lỗi cho bà làm mất. Sau khi khách rời khỏi, bố giận đến tím mặt, giận luôn cả bà, không thèm đụng đũa cơm tối. Đêm hôm ấy, cháu cứ lẫn quẩn ở trong mớ suy nghĩ tội lỗi, vừa thò đầu ra định thú nhận với bà mọi chuyện, thì bắt gặp bước chân của bố, thế lại cháu đành im bặt trong hối hận. Vậy mà, bà vẫn lặng thinh như không xảy ra chuyện gì, vì bà biết nếu bố hiểu ra sự tình, thế nào cháu cũng bị tước hai cái mông. Đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất cháu nói dối bà, dối bố. Ấy vậy mà, cháu lại không biết trân trọng niềm hạnh phúc khi được ở cùng bà. Cháu tự hỏi, đã bao giờ ôm lấy bà mỗi lúc ngủ chung, hay phụ bà cầm chỗ quét nhà, đổ lũ gà lẫn vẩn trước bãi ngô vàng hạt nằm tắm nắng ngoài sân. Chưa bao giờ cháu nói yêu bà cả, cũng chưa bao giờ cháu nói nhớ bà ngày bà gói ghém về quê, cháu cũng không rõ đó là năm nào nữa. Chỉ biết rằng trong lòng cháu nghẹn ngào khó tả. Cháu gọi bà, gọi mãi, nhưng chỉ có tiếng gió lao sao ngoài vườn vọng vào đáp trả. Cháu thương bà chân lắm tay bùng, một thân một mình nuôi nấng từng đứa con khôn lớn. Thương bà gánh hết đắng cay dành phần ngon ngọt cất riêng cho cháu. Thấm thoát đã gần chục năm, tóc bà cũng lắm chấm và sờ bạc. Mỗi lúc đi ngang qua cánh đồng vàng ươm ngát mùi lúa chín, hít hà mùi khói hương quê tỏa ra nghi ngút, cháu lại chạnh lòng nhớ bà gia diết. Miền Bắc mùa này đang chuẩn bị đương đầu với cái lạnh, không biết áo bà mặc đủ ấm không? Cái chân đau nhất khi trái gió trở trời có làm bà mất ngủ nữa không? Phải chi cháu có thể ghém gửi bà chút nắng Sài Gòn cho ấm dạ? dẫu phương nam đất bắc cách nhau muôn nghìn dặm nhưng lời ru đầm ấm của bà còn vang vọng bên tai cháu mãi cháu ơi cháu cứ ngủ đi có bà chăm sóc tình thương đậm đà cháu ơi có nhớ quê nhà dẫu lan ít cũ vẫn là quê hương hôm nay cháu đã lớn đã tự đứng vững trên đôi chân của mình đã bắt đầu bước vào vòng xoáy cuộc đời không còn là đứa trẻ bé bỏng cứng đầu như thỏa nào cháu đã biết nhớ, biết thương, biết nói yêu bà và mong được gặp bà nhiều lắm. Tết này cháu sẽ về thăm bà, bà nhé. Câu chuyện thứ tư Xin hãy tha lỗi cho em Mạnh nghe được hết câu chuyện giữa mẹ và Lan Nghe những lời Lan nói Mạnh cảm tưởng như có một mũi dao đâm trúng tim mình Mạnh lặng lẽ bước về phòng lòng nặng trĩu một nỗi buồn. Lục tìm hợp màu trong ngăn bàn của mình rất lâu, Lan vẫn không tìm thấy. Xung quanh bàn học, sách vỡ, bị Lan quăng tứ tung. Bực dọc, Lan đẩy cửa chạy sọc xuống bếp. Vừa lúc đó, Mạnh, anh trai của Lan, từ ngoài cửa chống nạn đi vào do không để ý, Lan đâm sầm vào Mạnh. Khiến cho chiếc nạn của Mạnh bị văng ra khỏi tay. Lan ngã đè lên Mạnh đang cần tức giận lan quát to anh làm gì thế này người ta đang vội đã không tránh anh đúng là kẻ vô tích sự chỉ gây họa cho người khác thôi mạnh không nói gì khẽ đỡ lan dậy rồi quơ tay với chiếc nặng, tựa lưng vào tường gượng đứng lên và hỏi lan em đi đâu mà vội thế em có bị đau không tại anh đấy lần sau chân cẳng thế kia thì cứ ngồi yên trong phòng ấy đừng có lang thang ra ngoài làm gì tổ vướng được người khác thôi. Nó vậy rồi Lan vùng vằng bỏ đi. Mạnh định nói điều gì đó với Lan, nhưng thấy em đang cáo, Mạnh lại thôi. Cậu hiểu tính Lan nên lặng lẽ bước ra sân. Chiều tối, khi đi ngang qua bếp, bỗng Mạnh nghe tiếng Lan nói với mẹ. Mẹ ơi, thứ bảy này là sinh nhật con, con sẽ mời các bạn ở lớp con đến dự thật đông mẹ nhé. Bố mẹ chúng nó toàn làm sếp Nhà giàu lắm, mẹ chuẩn bị mọi thứ giúp con nhé. Ồ, con nói sao, con đông bạn thế cơ à, con định mời bao nhiêu bạn? Thì phải mời cả lớp chứ, ngoài ra còn cái Nga, cái Hiền, cái Ái hàng xóm nhà mình nữa, con định làm thật ít để mấy đứa hàng xóm phải lát mắt mẹ. Ồ, mẹ thì lại không nghĩ như thế đâu. Trời ơi, cả năm mới có một ngày và lại mình mời chúng nó đến, chúng nó đều có quà cả mà. Bạn con toàn là nhà giàu, quà tặng toàn đồ xịn và đắt tiền thôi. Ở lớp con, có đứa đi dự sinh nhật còn tặng cái máy tính bản giá gần chục triệu cho bạn nữa cơ, chứ không như mấy đứa cạnh nhà mình đâu, mẹ đừng ngại. Mẹ không quan tâm việc quà cáp các con tặng nhau là gì, mà mẹ nghĩ con là học sinh, còn bé, bài vẽ to tác ra không hợp con ạ. À sao lại không hợp? Giờ sinh nhật ai chẳng tổ chức à? Và lại nhà mình đâu đến nỗi nào mà không làm cho hoành tráng. Chẳng gì bố cũng là trưởng phòng giáo dục hẳn hoi, Và lại thời gian có quay lại được đâu mẹ? Ồ, con tôi lý sự hay thật đấy. Nhưng mà để mẹ hỏi ý kiến bố và anh Mạnh xem thế nào đã. Chứ giờ chưa thể quyết ngay được. Mẹ là thế rồi. Hỏi bố thì đã đành. Chứ anh Mạnh chân cẳng như thế anh ấy giúp được gì mà mẹ phải hỏi mẹ thì lúc nào cũng chỉ anh mạnh thôi mà mẹ này hôm sinh nhật con mẹ cho anh về bà nội đi mẹ nhé con không muốn các bạn lớp con biết anh ấy là anh con chúng sẽ nghĩ gì về con đây con thấy xấu hổ lắm này con đang nói gì vậy mẹ cấm con không được nói như thế và cũng cấm con không được cô thường anh con như thế Mẹ tưởng con phải tự hào về người anh đầy nghị lực của mình chứ. Tuy tàn tật nhưng mà anh con đâu có phiền lũy đến ai. Anh con đã làm được những điều kỳ diệu mà ngay cả những người lành lặng cũng không thể làm nổi. Mẹ rất buồn khi nhận thấy con luôn muốn chối bỏ anh mình như thế. Mạnh nghe được hết câu chuyện giữa mẹ và Lan. Nghe những lời Lan nói, Mạnh cảm tưởng như có một mũi dao đâm trúng tim mình mạnh lặng lẽ bước về phòng, lòng nặng trĩu một nỗi buồn. Không khi nào mạnh cảm thấy buồn và cô đơn đến vậy. Mạnh không ngờ cô em gái mà mạnh hết lòng yêu thương lại có thái độ và lời nói với mình như thế. Sáng thứ bảy, mạnh dậy từ rất sớm khi cả nhà còn đang yên ngủ. Mạnh lấy tờ giấy hoa đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận gối bức tranh mà đã hơn một tháng nay mạnh âm thầm đục khắc lên mặt gỗ bức chân dung cô em gái của mình cùng dòng chữ tặng em gái thân yêu của tôi bức tranh khắc gỗ được mạnh làm hết sức công phu mạnh muốn thông qua bức tranh đó thể hiện tình yêu thương của mình đối với đứa em gái bức tranh diễn tả lan với gương mặt và nụ cười rất tươi đang nô đùa cùng chú cuốn bông vốn được lan yêu chiều và chăm bẩm Mạnh ngắm bức tranh một lần nữa và cậu cảm thấy rất hài lòng. Các nét khắc đều rất sắc sảo và tinh tế, khuôn mặt lan đẹp và trong sáng vô ngần, nụ cười và chiếc răng khẩn không lẫn vào đâu được, gây ấn tượng mạnh cho người xem. Đó là điểm nhấn của bức tranh. Bức tranh đã được Mạnh đánh ráp và sơn dầu bóng láng. Mạnh rất hài lòng với tác phẩm của mình. Với tay nghề khéo léo, bao năm qua các tác phẩm tranh khắc của mạnh đã được gửi đi tham dự nhiều triển lãm trong và ngoài tỉnh và đã nhận được nhiều lời khen ngợi cùng những phần thưởng có giá trị với bức tranh này mạnh tin lan sẽ rất vui khi nhận món quà của mình nhưng trong đầu mạnh đã hiện lên câu nói của lan con không muốn các bạn lớp con biết anh ấy là anh con và vẻ mặt bực bội của lan khi vô ý xô ngã mình mạnh lấy giấy gối bức tranh lại vuông vắng dùng keo dán và đính chiếc nơ màu đỏ gối hoài cho em mạnh đặt nó ngay ngắn trên bàn rồi cậu lặng lẽ xách chiếc túi với cây nạn rồi đóng cửa phòng sau khi cùng mẹ đi siêu thị mua sắm các thứ để chuẩn bị cho buổi sinh nhật tối nay lan vội vã về phòng riêng thu dọn mọi thứ sắp xếp lại bàn học cắm hoa và trang trí lan vừa làm vừa hát khe khẽ bởi Lan đang tưởng tượng ra không khí tưng bừng của buổi lễ. Lan sẽ diện bộ váy mới tinh mẹ vừa mua, sẽ được đón nhận những món quà của các bạn. Ôi, những gì nữa nhỉ? Rồi Lan sẽ thổi nến, sẽ nói những điều ước. Mình sẽ ước gì nhỉ? Lan sẽ cắt bánh. Ôi, thật thú vị và tuyệt vời biết bao. Bọn cái Nga, cái Hiền, cái Ái sẽ phải kinh ngạc và bái phục mình. Phải thế chứ? bỗng tiếng mẹ gọi to mạnh ơi con vào mẹ nhờ có chút việc trời ạ à, không hiểu lão này tối nay có biết ý ngồi yên trong phòng không đây hay lại nhiễu thì hỏng hết bánh kẹo mình đã bảo mẹ đưa lão về bà nội tạm trú mà mẹ không nghe có lẽ mình phải nói thẳng với lão mới được vừa lúc đó thì cánh cửa phòng mở tung mẹ xuất hiện trước cửa vẻ mặt thất thần mẹ hỏi anh mạnh có ở đây không con sao mẹ không thấy anh không anh ấy không có ở đây sao mẹ phải cuốn lên thế chắc lại lang thang ngoài vườn chứ chân cặn ấy thì đi đâu được hôm nọ con đã bảo cho anh ấy về bà nội mà là không nghe anh ấy ở đây có giúp gì được cho mẹ con mình đâu không khéo còn gây rắc rối nữa là khác con đừng hổn im nghe kiểu nói ấy đi không thì đừng trách mẹ là ác đấy bỏ mọi thứ đó đi tìm anh về đây cho mẹ nhìn vẻ mặt đanh lại vì giận dữ của mẹ là không dám cãi đành lặng lẽ đứng lên nó vừa đi vừa nghĩ phải cho lão phá đám này một trận chui gì đã thế này có tức không chứ nó sòng sọc xô cửa phòng của mạnh cảnh tượng đập ngay vào mắt nó là căn phòng yên phất. mỗi đồ đạc được xếp đặt gọn gàng ngay ngắn và lạ chưa mấy chiếc quần áo một khi mạnh vẫn đeo trên mắt sau giờ trống không chả lẽ nó trấn tĩnh lại và từ từ tiến vào. Nó mở tủ xem, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có gì lạ. Duy chỉ có những bộ quần áo thường ngày được Mạnh treo trên mắt là không thấy. Và cả cái túi khoác của Mạnh nữa cũng không thấy. Ôi đúng rồi, lão này bỏ đi thật rồi. Mà lão đi đâu được với bộ dạng như thế chứ? Nó xoay người, nhìn chiếc bàn đặt trước cửa sổ phía cuối phòng. Đập vào mắt nó là một phong giấy hoa được bao gói cẩn thận, có cài nơ đỏ. Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ là quà sinh nhật của lão dành tặng mình chăng? Lan tiến lại phía bàn và nó cầm gói giấy lên. Vừa lúc đó mẹ hớt hải chạy vào. Anh đâu con? Mẹ đã tìm và hỏi mọi người mà không thấy anh đâu cả. Con xem phòng anh có gì lạ không? Thấy làng ta đang cầm gói giấy, mẹ vội nói. Cái gì thế của anh à? đưa mẹ xem nào. Mẹ bốc vội gói giấy, một bức tranh khắc gỗ hiện ra trước mặt hai mẹ con. Nhìn dòng chữ, tặng em gái thân yêu của tôi. Mẹ lo lắng thốt lên. Thôi đúng là anh con bỏ đi rồi, nó để lại quà tặng cho con. Nó chu đáo và yêu thương con thế này, mà sao con lại không biết yêu thương anh? Giờ biết tìm anh con ở đâu đây? Thoáng giây suy nghĩ, mẹ tiếp. Thôi mẹ biết rồi Giờ mẹ phải đi đón anh Con ở nhà tự lo liệu Nếu tìm được anh mẹ sẽ về Còn không thì con tự lo mọi thứ mà tiếp bạn Bố bận công tác Vừa điện về Bảo sang tuần bố mới về Thôi mẹ đi đây Tiếc xe máy Rồ ga lao phút đi Mẹ đi rồi Lan lúc này chưa hết bần thần Lan ngồi xuống ngắm nhìn bức tranh Bức tranh được khắc rất khéo Trên mặt gỗ thông Mùa thơm của gỗ mới dễ chịu làm sao. Ôi, đẹp thật, mình đây ư. Mình đẹp thế này sao? Sao anh ấy làm khéo thế nhỉ? Để có được bức khắc này, anh phải mất bao nhiêu thời gian? Trời ơi, mình đúng là đứa nhẫn tâm, luôn ghét bỏ anh, luôn tìm cớ gây tổn thương cho anh. Cuộc đời anh đã bị mất mát, thu thiệt rất nhiều so với bạn bè và trăng lứa. Nếu không có vụ tai nạn 7 năm về trước để cứu mình thì anh đâu bị trấn thương sọ não đến nỗi phải bỏ học ở nhà đâu phải bị cưa mất một chân vậy mà thay vì yêu thương và chia sẻ với anh mình lại cứ tìm cách hất hủi gây tổn thương cho anh mình là đứa em chẳng ra gì mình có tội với anh giờ anh có mệnh hệ gì thì mình sẽ ân hận suốt đời nước mắt tuôn trào là quyết định gọi điện cho các bạn thông báo hủy buổi lễ sinh nhật tối nay Lan đặt bức tranh quanh ở vị trí trang trọng ngay trên bàn học. Cô tự nhủ sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm với người anh mà lâu nay cô từng đối xử không tốt. Ngoài trời, mưa rơi lã chả, lòng Lan như lửa đốt. Cô gọi điện cho mẹ và tim cô như vỡ òa à khi mẹ bảo đã tìm được anh ở nhà bà nội. Chiều tối mẹ và anh sẽ về. Lan bật khóc, có lẽ đó là những giọt nước mắt ăn năn hối hận mà cô đã nhận ra trong ngày sinh nhật thứ 16 này. Chưa khi nào cô mong được gặp lại anh mình như lúc này. Cô sẽ ôm lấy anh, nói những lời yêu thương. Cô sẽ xin anh tha lỗi và cô sẽ sống thật tốt với anh, buộc đắp cho anh những mất mát, những tổn thương. Cô thổn thức trong nước mắt. Anh Mạnh ơi, em quý anh nhất trên đời, hãy tha lỗi cho em. Câu chuyện thứ năm Bà ơi, cháu đã về Bà có sáu người con Nhưng mỗi bố là con trai Lại đi thoát ly Các cô lớn lên lần lượt lấy chồng Người ở xa thì cũng phải đi nửa ngày trời Người ở gần cũng cách vài cánh đồng Tuổi già như ngọn đèn trước gió Rất nhiều lần hợp gia đình Bố đã nói rõ Ý định đón bà lên thành phố sống cùng Bà bảo bà biết con cháu thương bà nhưng bà sống ở quê quen rồi bố hiểu tâm tư của bà nên không ép bà nữa tuổi già bà vẫn sống một mình với nếp nhà gỗ với cái giếng khơi mà bà đã gắn bó với chúng từ ngày bước chân về làm dâu bà sống thảnh thơi vui vẻ với đàn gà với tiếng chuyện trò rơm rã của bà con lối xóm mỗi dịp cuối năm bố mẹ thường cố gắng sắp xếp công việc để về quê ăn tết với bà trên chuyến tàu cuối năm đông đúc và nhộn nhịp. Hành lý về quê của cả nhà không thiếu cành hoa đào, hộp bánh cớm, mứt sen. Bố mẹ mua về thắp hương cho tổ tiên. Hồi đó, hai chị em còn nhỏ nhưng cũng có quà cho bà. Có khi là mảnh vải mai áo, có khi là chiếc khăn quàng được gói ghém rất cẩn thận. Bố đã hẹn ngày về với bà, vì mà hàng xóm mất rằng bà đã ra ngõ ngóng từ vài hôm trước. Tết ở quê có những cái thú vị riêng. Nhà nào cũng gói rất nhiều bánh chưng. Vài ba nhà mổ chung một con lợn. Gà nhốt sẵn trong chuồng chờ nước sôi để làm thịt. Chiều 30 Tết đã nghe tiếng trống, tiếng chiên rộn rã ở các nhà thờ họ và rất nhiều tiếng bước chân, tiếng xe máy đi về. Một công việc mà bố mẹ không bao giờ quên là đưa hai chị em ra nghỉ trang thắp hương cho ông nội và cho họ hàng đã khuất với hai chị em những nén nhang cắm trên những nấm mộ khắc ghi vào lòng hơn hết thảy những bài giảng về đạo lý trong sách vở những ngày đón tết ở quê ở bên bà thật ngắn ngủi nó thấy bà nói cười suốt ngày sáng mồng một bà lấy trong túi áo ra những tờ tiền được gối kỹ trong mấy lớp ni lông rồi gọi các cháu xếp thành hàng để bà mừng tuổi hàng xóm sang nhà bà gọi hai chị em trai chào bằng được như là để khoe có hai đứa cháu xinh như sao vẽ. Ngày cả nhà trở ra thành phố, bà cứ đứng tần ngần ngoài ngõ. Không biết bao giờ mới lại đến Tết nhỉ? Nó biết bà tiếc những ngày con cháu về đông đủ quây quần sum hợp. Nhưng những cái Tết như thế đã thuộc về ngày xưa. Hai năm liền, cả nhà không về quê đón Tết cùng bà. Năm thì không mua được vé tàu, năm thì bố mẹ trực ở cơ quan, năm thì do nó cuối cấp nên không có nhiều ngày nghỉ. Mới đầu tháng chạp, mẹ đã ra bưu điện gửi tiền về cho bà sắm Tết. Đêm giao thừa, hai chị em cũng nhớ gọi điện để chúc Tết bà. Nhưng chỉ thế thôi, rồi ngày mai lại bị cuốn theo những cuộc vui của bạn bè. Ba ngày Tết trôi vèo đi, rồi lại lao vào học. Tết năm nay, cả nhà lại không về quê mẹ đang định ra bưu điện gửi tiền về quê cho bà sắm tết thì bà gọi điện dặn không cần gửi tiền cho mẹ đâu mẹ già rồi có tiêu gì đâu các con để dành mà lo cho con cái chúng nó cũng lớn cả rồi mẹ ngồi lặng nhìn bố rồi nhìn hai chị em bà nội không thiếu tiền các con ạ nó hiểu ẩn ý trong câu nói của mẹ nó biết sẽ rất khó khăn để mua được một chiếc vé tàu về quê vào thời điểm này, nhưng nó sẽ về, về đón Tết với bà, dù phải hoãn chuyến đi chơi với bạn bè, dù phải uống thuốc chống say trước khi leo lê lên chiếc ô tô khách đông đúc, nhưng nhất định nó sẽ về. Nó muốn nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt già nua của bà. Nó sẽ chạy đến ôm lấy bà và nói: "Bà ơi, cháu đã về." câu chuyện thứ sáu đoạn cuối một chuyện tình tôi chưa thấy ba có lỗi với ai vậy tại sao ông cứ hay xưng tội hay là ông có lỗi với mẹ vì chỉ có mẹ là không bao giờ hài lòng với ông ba tôi là một người đẹp trai và rất có duyên ông có một vẻ khoa hài tưởng như hời hợt nhưng nếu hiểu ông thật nhiều người đối diện sẽ nhận ra sự sâu sắc trong mỗi câu đùa bỡn đó ba tôi rất đào hoa nếu trong đời tôi mà gặp được một người như ông, tôi sẽ yêu ngay không do dự. Nhưng bà khá khó hiểu và hay làm tôi sợ mỗi khi ông buồn vì bị mẹ chìa chiết. Bà tôi theo đạo Công giáo. Ngày xưa khi lấy ba tôi, mẹ cũng phải theo đạo. Nhưng sau đám cưới không bao lâu bà không thèm đi nhà thờ nữa. Còn ba, thỉnh thoảng tôi thấy ông trở về từ nhà thờ vào sáng chủ nhật mắt buồn vô hồn ngân ngấn nước bà nói ông vừa xưng tội tôi chưa thấy bà có lỗi với ai ngay cả một con côn trùng nhỏ nhoi ông cũng không nỡ giết ông thuốc bụng đến mức hay bị lợi dụng vì tại sao ông cứ hay xưng tội hay là ông có lỗi với mẹ vì chỉ có mẹ là không bao giờ hài lòng với ông mẹ không xứng với bà nếu xét về ngoại hình mẹ không xấu Thậm chí nếu nhìn kỹ sẽ thấy mẹ rất có nét Nhưng có thể vì lúc nào mẹ cũng cao có Còn ba thì tươi cười Nên trông mẹ rất khó coi bên cạnh ba Mẹ hay nói Tao đã từng yêu ổng Nhưng ba thì chưa bao giờ nói gì về tình yêu của hai người Tuy đào hoa nhưng chưa bao giờ ba phản bội mẹ Năm tôi 19 tuổi khi vào năm nhất đại học, tôi phải lòng người thầy trẻ của mình thầy khá đẹp trai nhưng chưa đẹp bằng ba tôi lần đầu tiên biết yêu tôi khó giấu những cảm xúc của mình về nhà tôi hay nhắc đến thầy nhắc nhiều đến nỗi ba tôi nhận ra và nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi yêu rồi sao ánh mắt ba rất lạ lùng vừa khích lệ nhưng cũng vừa răng đe rồi ba nói tiếp con gái rồi sẽ hiểu ba nhưng tôi chẳng hiểu gì sức và còn đang bận tâm đến mối tình đầu của mình cho tới hôm nay khi tôi đã kịp yêu thêm hai người nữa mà vẫn chưa đi tới hôn nhân thì tôi phát hiện ra ngăn tủ bí mật của ba những tấm hình đen trắng ba tôi đã chụp từ lâu được xếp kỹ lưỡng ở trong những phong bì ngã vàng bên ngoài mỗi phong bì được viết chủ đề của tập ảnh và các mốc thời gian Hình lúc ba còn trẻ, đẹp trai quá sức tưởng tượng. Nhưng chưa bao giờ ba đem khoe với tôi. Thậm chí tôi nghĩ mẹ cũng không biết gì. Hồi đi học ở Đại học Văn Khoa Sài Gòn, ba có khuôn mặt thật ngây thơ, với đôi mắt đen trong sáng. Lúc tham gia vào ban nhạc trẻ, chuyên hát nhạc Pháp, thì ba bài đặt để tóc hippie hơi dài, nhưng có vẻ quậy nhưng mặt vẫn hiền queo. Và mỗi sắp hình gợi cho tôi nhiều tò mò khi đọc thấy dòng chữ bên ngoài phong bì những ngày tháng đẹp đây rồi thì ra là hình ba chụp với một cô gái xinh xắn khuôn mặt trái xoan và đôi mắt tròn đen cũng to như mắt của ba vậy trong ngăn kéo bí mật ngoài mấy sắp hình ra tôi còn tìm thấy mấy tấm thiệp chúc sinh nhật ba của một người bạn tên là lan và bất ngờ thấy cả một lá thư mà ngoài phong bì không có tên người gửi cũng như người nhận thư viết bằng mực xanh, nét chữ nghiêng đều rất nữ tính. thư cũng không đề ngày, nhưng tôi thấy nét chữ của ba đề bên trên nhận được ngày. và tôi bắt đầu đọc. duy nhớ trong đời Lan, Lan đã nhận được nhiều bức thư thổ lộ của các chàng trai, nhưng Lan không ngờ là có lúc tới phiên Lan. Lan cũng làm cái việc vạch áo cho người xem lưng. Lan không xác định được từ khi nào. Lan đã phải lòng duy và kể từ ngày đó Lan luôn luôn khổ sở và dây dứt Lan không quan tâm Duy có tình cảm với Lan hay không Lan không có ý mong chờ Duy nói gì đó với mình vì Lan thích làm người chủ động và người thích chủ động đó cho tới ngày hôm nay mới dám thổ lộ lòng mình một cách chân thành nhất vì người ta có nỗi khổ tâm riêng khi Lan biết mình có tình cảm với Duy thì Lan đã có anh minh rồi điều này xảy ra trước khi anh minh đi khá lâu và khi anh minh đi du học xa lan không còn gặp ảnh thường xuyên nữa thì lan ngạc nhiên thấy mình không nhớ đến ảnh mà người lan thấy hàng đêm trong những giấc mơ làm lan thao thức nghĩ ngợi lại là duy lan thấy có lỗi với anh minh nhưng nếu người ta có quyền sống thật với lòng mình và có thể hiểu được vì sao mình lại xử sự như vậy thì cuộc đời đỡ rắc rối hơn rất nhiều lan có thể gọi tên tình cảm của mình dành cho duy đó là tình yêu trong sáng và chân thành lan hy vọng duy không cười lan vì lan là con gái mà lại đi bước đầu tiên duy không săn sóc không chịu chuộng lan thậm chí sinh nhật lan duy cũng không nhớ nhiều lúc duy chững chạc và sâu sắc rất người lớn làm lan kính trọng nhưng đôi khi duy lại hời hợt và mất phương hướng trẻ con quá làm cho Lan tổn thương. Sở dĩ, Lan muốn Duy biết Lan yêu Duy là vì Lan hy vọng Duy sẽ nghĩ khác đi về cuộc đời này. Duy sẽ sống có ý chí hơn và tích cực hơn. Duy đừng xem trọng những vấn đề tài chính hơn tình cảm con người. Duy có đủ điều kiện xây dựng một gia đình hạnh phúc. Duy chỉ thiếu một tham vọng tiến thân và thừa những ý nghĩ tiêu cực. Lan biết mình không dễ dàng yêu ai vì vậy một khi lan đã yêu duy thì cũng có nghĩa là duy xứng đáng xin duy đừng cho là lan kiêu ngạo mà duy có nghĩ như vậy cũng không sao còn vài ngày nữa anh minh về rồi lan sẽ tiếp tục làm người yêu của ảnh hay ảnh sẽ không chịu đựng nổi khi biết là trong tim lan đã có thêm hình bóng của một người con trai khác sau khi đọc xong thư này vì một lý do nào đó chắc duy sẽ tránh mặt lan lá thư này chỉ để duy hiểu lan hơn vậy thôi lan không đòi duy phải có tình cảm phản hồi đâu đừng lo lan cô lan này đúng là một người đặc biệt vừa sắc sảo vừa bộc trực vừa kiêu kỳ vừa khiêm tốn tôi tò mò muốn biết số phận cô sau này cô sẽ lấy anh minh còn ba tôi sau một cô gái tuyệt vời như cô lan mà ông không cố gắng giành lấy để rồi cưới mẹ tôi mà sống không hạnh phúc ngày mai ba sẽ đi công tác ở châu âu về chùm chìa khóa ba giao cho tôi để vào công ty dọn dẹp phòng làm việc đã giúp tôi vô tình phát hiện ra ngăn tủ bí mật hẳn ba đã trân trọng những kỷ niệm của mình nhiều lắm nên mới không muốn chia sẻ với ai nhưng tôi cũng nóng lòng muốn nghe ba tâm sự dù gì tôi cũng lớn rồi và tự nhiên tôi có cảm tình với cô lan quá ba về tôi nhìn lại ba ba đã thay đổi khá nhiều so với thời những tấm hình trong ngăn tủ. Mắt bà không còn vẻ hiền lành của một chàng trai mới lớn, nhưng mắt ba vẫn còn buồn và nụ cười vẫn còn tươi. Đến bây giờ, tôi mới nhận ra ba mình có một vẻ đẹp mâu thuẫn như cá tính của ổng, vừa chững chạc và sâu sắc nhưng đôi khi lại hời hợt và mất phương hướng. Tôi đưa trả chùm chìa khóa cho ba. Con đã dọn dẹp. Sau những lần đi công tác trước, ba không bắt con dọn phòng giùm luôn bề bộn lắm đọc hết rồi chứ tôi không biết ba muốn nói gì giọng ba trầm mắt ba sâu miệng ba mím lại dù đã già ba vẫn còn rất đẹp trai thì ra ba cố tình cho tôi phát hiện ra ngăn kéo bí mật đã tới lúc ba muốn chia sẻ với tôi ba nhìn tôi dịu dàng và rồi tôi cũng thú nhận con đọc hết rồi không cần đào trước đón sau ba vô đề ngay như đã chờ đợi ngài được tâm sự với con gái lâu lắm rồi lan và ba học chung lớp ở đại học và cùng tham gia vào ban nhạc của khoa đó là mối tình duy nhất của cuộc đời ba nhưng ba đã không đủ can đảm để giành lấy nó con đã yêu và thất bại nhiều lần nhưng có thể con chưa hiểu tình yêu là gì con chưa từng biết đến một mối tình lớn làm người ta suốt đời khắc khoải hôm nay Ba muốn nói hết cho con nghe Con sẽ hiểu chuyện ba mẹ hơn Và biết đâu Con sẽ thành công hơn trong tình yêu sau này Đừng ngắt lời ba Ba mở ngăn tủ Lấy sắp hình chụp với cô Lan ra xem qua một lần nữa Rồi ba dở lá thư ú vàng ra tay run run xúc động Lan đã yêu ba biết nhường nào Thậm chí Lan có thể bỏ tất cả Để đến với ba Nhưng ba không dám Bao nhiêu năm qua, ba tự hỏi, vậy mình có yêu Lan nhiều như Lan đã yêu ba không? Nếu yêu, sao ba còn để mặc cảm, sự xấu hổ và hẹn nhát chi phối khiến ba đã chạy trốn Lan? Ba và Lan học chung lớp, nhưng khi Lan có anh Minh rồi thì hai người mới có dịp hiểu nhau hơn lúc cùng tham gia vào ban nhạc. Thật ra, tình yêu không phân biệt kẻ đến trước người đến sau. Nhưng ba lúc đó là một thằng sinh viên nghèo, học xa nhà, rồi ra trường cũng không có sự nghiệp cho ra hồn, mà chỉ là một tên thư ký cho hãng bi của Pháp. Còn Lan, vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, lại tháo phát, nên làm trong một lãnh sự quán. Anh Minh của Lan còn xuất sắc hơn, nhà lại có quyền thế, giàu lắm. Đặc biệt ba biết, anh ta yêu Lan vô cùng, và theo đuổi Lan hơn một năm trời, mới được Lan chấp nhận. Con coi, làm sao ba không có mặc cảm cho được. Ba ngừng lại, mắt ba mở to thất thần như hối tiếc một điều tốt đẹp mình đã vô tình đánh mất. Khi Lan đưa cho ba lá thư này, Lan nói, đọc đi. Ba lắc đầu cười. Lan lúc nào cũng nói những câu ra lệnh với ba, nhưng lần đó nói xong Lan phục chạy vào nhà. Và ba đã không gặp lại Lan trầm rã 30 năm qua. Bà ngỡ ngàng cầm lá thư trong tay, không ngờ được. Chắc còn có thể tưởng tượng bà xúc động thế nào khi đọc những dòng chữ bộc bạch lòng mình của Lan. Bà đã khóc nức nở như một đứa trẻ, vì hạnh phúc, vì tuổi thân, vì bối rối. Bà đọc đến thuộc lòng luôn, nhắm mắt cũng hình dung được nét chữ của Lan. Bà muốn gọi điện cho Lan, gặp nhau nói hết mọi chuyện, nhưng bà không đủ can đảm. Ba tự cấm mình không được nhớ đến Lan và ba đã tránh mặt Lan như Lan dự đoán. Ba tự thuyết phục mình yêu là phải hy sinh. Lan không thể nào hạnh phúc được với một người như ba. Nói yêu Lan làm gì khi mà ba không đủ sức lo cho Lan một cuộc sống tương đối. Còn với anh Minh Lan sẽ có tất cả. Anh ta vừa có tài lại vừa có đức. Rồi Lan sẽ quên ba và lại tìm được sự đồng điệu với anh minh sau thời gian xa nhau sau đó một năm lan lấy chồng ba cũng không đến dự vì lúc đó thật ra ba đang làm việc trên một chiếc tàu du lịch đi vòng quanh thế giới ba đã đổi việc làm để được ra đi để trốn chạy đất sài gòn nhiều kỷ niệm con biết lan lấy ai không anh minh chứ còn ai vô đây nữa không anh ta cũng không có cái diễm phúc đó ba cười buồn đến mức tôi muốn bật khóc ba đã tự lừa dối mình trong thư lan có nói là không nhớ gì đến anh minh mà chỉ nghĩ đến ba vậy mà ba vẫn cố thuyết phục mình lan rồi sẽ hạnh phúc với anh ta sau khi anh minh về ít lâu chỉ chừng một tháng là lan xin đi du lịch sang pháp ba nghĩ lan cũng muốn trốn chạy trốn anh minh và trốn tất cả những gì làm anh khổ sở rồi qua bạn bè chung của hai người bà biết tin lan làm đám cưới với một kiến trúc sư người pháp và sang định cư luôn ở quê chồng lan vẫn liên lạc với bạn bè trong nhóm trừ ba lan chắc là buồn và giận ba lắm khi nghe lan lấy một người nước ngoài trong thời gian ngắn như vậy bà suy nghĩ rất nhiều bà chắc lan khó có được hạnh phúc với một cuộc hôn nhân như vậy ba muốn viết thư cho Lan, nhưng rồi đã thấy mình không xứng đáng, và ba đã cố gắng vươn lên như Lan Hằng mong mỏi. Ngày xưa, ba không bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một thương nhân vì tánh ba dễ mũ lòng và sống thiên về tình cảm. Nhưng có lẽ vì không muốn cứ mãi là một người đàn ông yếu hèn mà ba đã cố gắng và thành công với việc kinh doanh. Ba ngừng lại nhìn căn phòng làm việc sang trọng của mình và mỉm cười chua chát. Bà đã từng xem trọng vật chất khi ba còn quá khó khăn. Đến khi tiền bạc quá nhiều, ba mới hiểu tình cảm mới là điều đáng quý và khó tìm. Lúc trước ba không dám lấy ai và nghĩ cũng không ai muốn lấy ba. Nhưng sau khi Lan lấy chồng được 4 năm, bà nội hối ba lập gia đình vì sự nghiệp của ba đã khá vững chắc rồi bà lấy mẹ con như một sự sắp đặt. bà biết trước mình sẽ không thể nào hạnh phúc. vậy mà bà vẫn chấp nhận cưới. bà có tội với mẹ con. sau khi con ra đời, bà mới giật mình vì đã tạo ra một con người không bằng tình yêu. bà có tội với con. bà không muốn lặp lại lỗi lầm này với một đứa con nữa. nên mẹ con căm huyết ba. Bà. bà muốn trả lại tự do cho mẹ nhưng bà từ chối con hiểu mẹ, tôi lên tiếng, và con cũng hiểu ba. Còn chưa hiểu ba đâu, chính ba còn không hiểu nổi ba nữa là. Ba lại cười buồn, câu chuyện chưa kết thúc. Ba tình cờ gặp lại anh Minh sau 23 năm lan lấy chồng. Con không tin được đâu, anh ta không lấy vợ. Anh nói với ba, anh đã cho Lan hết tình yêu của mình nên anh không thể nào yêu ai khác bà thấy mình cũng có tội với anh. Cô Lan này có phước thiệt, tôi buộc miệng, ai cũng yêu cô ta đến trọn đời. Đã rất nhiều lần, ba muốn gặp lại Lan khi đi công tác sang Pháp, nhưng ba sợ. Hai lần rồi, ba cầm địa chỉ của Lan, đáp xe lửa, rồi taxi đến trước căn nhà Lan ở, nhưng ba không dám xuống xe. Ba lúc đó đã 46 và 50 tuổi mà vẫn còn nguyên sự rụt rè cả thẻ ngày nào. Nhưng lần đi công tác này, ba quyết định phải gặp cho được Lan để về kể cho con nghe đoạn cuối của câu chuyện. Tôi mở to mắt lắng nghe đoạn gây cấn nhất của một câu chuyện tình 30 năm sau. Cô Lan có đẹp không? Cô sống có hạnh phúc không ba? Bà không gặp được Lan. Sao? Trước khi đến nhà, bà quyết định gọi điện thoại Ba nhận ra ngay giọng Lan là cũng nhận ra ba Duy hả? Có chuyện gì không? Sao lâu quá không gặp? Ba lắc đầu cười Tánh tình không thay đổi Lan biết thế nào Cũng có ngày Duy tìm Lan Nhưng không ngờ lâu dữ vậy Lan viết sẵn di chúc Để lại một cái hộp cho Duy rồi Ba đề nghị gặp mặt Nhưng Lan từ chối Thôi, bây giờ duy già rồi nhăn nheo bệ vậy xấu thế mồ còn để lan thấy làm chi duy đang ở đâu để lan cho người đem quà đến bao nhiêu năm qua không liên lạc nhưng giờ đã nói chuyện với nhau rồi thì sau này lan sẽ viết thư ba nài nỉ bao nhiêu lan cũng không chịu cứ nói không muốn thấy ba đã già hai mươi phút sau cú điện thoại đó một chàng tay lai đẹp trai đem đến cho ba cái hộp nói tiếng Việt rất giỏi. Con là Michael Minh Duy, mẹ con gọi bác học này. Con đã qua Việt Nam nhiều lần. Con đã từng cho xe chạy đến trước nhà bác ở Việt Nam, theo lời mẹ con biểu, để thám thính. Cậu ta cười lém lĩnh. Con phải ngồi trong xe rình bác gái để về nói lại là mẹ con đẹp hơn vợ bác. Sau này về làm ăn, con sẽ đến nhà bác chơi. Mẹ con suối phải cưa con gái bác. Bà tôi bật cười lớn, cười sặc sụa. Khi bà nguôi cơn cười, tôi thấy trong mắt bà có nước. Bà mở vali, lấy ra một hộp giấy và cho tôi xem những tấm thiệp sinh nhật. Mỗi năm, người đàn bà đó đã viết cho bà tôi một tấm thiệp, nhưng bà đã không bao giờ gửi. Còn ba tôi, bà nói, cho đến giờ ba cũng không nhớ được ngày sinh nhật của Lan. Trong cuộc đời, những chuyện như thế không phải ít. Mấy ai trong cuộc đời chọn được một kết cục hợp lý cho mình? Mấy ai đủ dũng cảm để gạt đi những con mắt người đời để mà sống cho riêng mình? Thế nên đừng trách xa con người luôn nuối tiếc khi nhìn lại quá khứ